nếu bạn đang muốn tìm vật dụng thay thế cho chăn vì lo sợ con yêu không thoải mái hoặc bé bị lạnh do quẫy đạp chăn ra khỏi người vào ban đêm túi ngủ cho bé là lựa chọn lý tưởng trong trường hợp này sản phẩm không những dễ sử dụng mà còn mang lại nhiều lợi ích thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm ảnh hưởng giấc ngủ của con tuy vẫn còn nhỏ nhưng trẻ sơ sinh lại cử động khá nhiều và túi ngủ được thiết kế để ngăn chặn việc bé vô tình đầy lớp mền giữ ấm ra khỏi người giúp con yêu ngủ ngon hơn túi ngủ cho bé là vật dụng an toàn thay thế cho chăn và khăn mỏng như truyền thống không giống như các sản phẩm trên túi ngủ sẽ giữ cho cơ thể con ấm áp thoải mái và tránh trường hợp bị che mặt do các cử động vô tình khi sử dụng túi ngủ bé cũng tạo thành thói quen nhận biết đã đến giờ đi ngủ ngoài ra nếu bạn đưa con đi du lịch túi ngủ sẽ giúp con cảm thấy quen thuộc và không quấy khóc vì lạ chỗ với thiết kế hình chú gấu ngộ nghĩnh trông bé sẽ đáng yêu hơn khi được ủ mình trong chiếc chăn như thế này chăn được thiết kế có mũ và đai quân rất thích hợp dùng để choàng bé bé hoặc chăn ủ ấm cho bé sơ sinh sản phẩm rất thích hợp làm quà tặng cho sơ sinh sản phẩm rất tiện lợi cho các mẹ bé bé đi tiêm phòng đi chơi hoặc khi bé ngủ vừa có thể làm chăn đắp vừa có thể làm chăn ủ giúp bé ngủ ngon hơn trong mùa đông lạnh giá Màu sắc trắng, hồng, xám, không giặt với nước nóng quá 30C, không giặt với chất tẩy mạnh, không nên sấy. Chất liệu lông cừu cao cấp mềm mại và giữ nhiệt rất tốt, vì vậy đây sẽ là sản phẩm rất phù hợp dành cho các bé yêu, đặc biệt là đối với làn da nhạy cảm của bé. Thiết kế độ dài tiêu chuẩn dành cho các bé sơ sinh đảm bảo ủ ấm cho bé từ chân đến đầu, hình dáng con vật ngộ nghĩnh đáng yêu, sản phẩm thiết kế phần đầu theo hình đầu các con thú với màu sắc vừa đảm bảo giữ ấm cho phần đầu bé vừa tạo cảm giác vui tươi cho các bé sản phẩm được sử dụng với nhiều công dụng tiện ích là chất liệu băng lông thấm hút rất nhanh nên khi tắm xong bạn có thể sử dụng để quân ủ bé hay khi đi ngoài trời lạnh thì cũng rất ấm túi gấu ngủ cho bé bán ở đâu hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm túi gấu ngủ cho bé tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của túi gấu ngủ cho bé để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hướng dẫn mua túi gấu ngủ cho bé trực tiếp từ nhà sản xuất bước một anh chị nhấp vào liên kết phía dưới mô tả của video này để đến website chính thức của nhà sản xuất. Bước 2, bạn để lại thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại, sau đó nhấn đặt hàng. Bước 3, sau đó ít phút chuyên viên tư vấn của túi gấu ngủ cho bé sẽ liên hệ lại và tư vấn mọi thắc mắc của bạn để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước 4, sau khi đồng ý, vài ngày sau sẽ có nhân viên vận chuyển tận nhà miễn phí.